đó nha. Nhưng mà mình phải ghi lại, ít nhất là phải, nếu mà có khách là phải 5, 7 tháng sau, 10 tháng sau mình mới ghi lại. Bán nào em? Thành Đầu không? Tân Hòa Phúc. Có nghĩa là bán này mình... Ai chơi? Nhận nghe nỗi lòng bị nói chỉ đi một câu trước khi biệt ly. Chiều buồn ngàn ngào vô lấy chút mắt sáng nhăn nhó, tươi như yêu đeo mất chân người đi. Hãy cố gắng nhau nên mắt tìm được vượt qua cơn bão lòng, mai cùng bên nhau dù cho xóa xa lấy rơi. Để lại một tình trong gấm ngắm môi chút ngọt ngào, người ơi buông nhau đi. Mình rất vui. Mời anh Hoàng Mong sân khấu.